xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn chữ ký tay và trong word giả sử như ở đây đây là chữ ký của tôi tôi đã ký trên tờ giấy A4 sau đó tôi chỉ dùng điện thoại để tôi chụp lại tiếp theo tôi sẽ gửi hình ảnh này lên máy tính của tôi rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn chữ ký tay và trong word thì đầu tiên á tôi sẽ tiến hành là loại bỏ nền của chữ ký này thì để lại bỏ nền đẹp á thì các bạn chúng ta bắt buộc phải ký tính thời gian A4 hoặc là một cái nền trắng nào đó thì khi chúng ta lại bỏ nền đó nó mới đẹp nha rồi cách làm cụ thể như sau đầu tiên á tôi sẽ loại bỏ nền của chữ ký bằng cách là tôi sẽ mở trên duyệt web lên tiếp theo ở đây tôi sẽ truy cập vào web các địa chỉ là remo bg nhớ nha các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang web các địa chỉ là remo bg sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm Enter Thì lúc này á Nó sẽ truy cập vào trang là Remove.bg Tiếp theo tôi sẽ tiến hành là Tải hình ảnh ký của tôi Lên trang web này để tôi lại bỏ nền Bằng cách là tôi sẽ chọn vào Upload email Sau đó tôi sẽ chọn vào chữ ký Mà tôi muốn loại bỏ nền Đó đây là chữ ký của tôi này Tôi sẽ chọn vào nó Chọn vào Open Thì lúc này á Chữ ký của tôi nó sẽ được tải lên trang web sau khi tải xong rồi á nó sẽ loại bỏ nền ở phía sau đó bạn thấy không khi tôi ký trên nền trắng á nó lại bỏ nền rất là đẹp đó rồi sau khi loại bỏ nền xong rồi á bây giờ tôi sẽ tiến hành là tải hình ảnh chữ ký này về bằng cách là bấm vào download thì lúc này á hình ảnh chữ ký nó sẽ được tải về máy tính của tôi rồi làm sao để tôi biết là nó tải về nó nằm ở đâu thì tôi sẽ bấm phải chuột vào nó và chọn vào dòng là hiển thị trong thư mục. Đây là chữ ký mà tôi vừa loại bỏ nên nó nằm ở một desktop này. Rồi sau đó ở đây tôi sẽ mở quật lên. Đó, đây là cái văn bản mà tôi muốn là chèn chữ ký. Bây giờ tôi muốn là chèn chữ ký dưới cái từ bí thư này nè. Thì ở đây tôi sẽ đặt con trỏ chuột dưới từ bí thư. Sau đó tôi sẽ chọn vào tab insert chọn vào picture tiếp theo chọn vào picture rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào chữ ký mà tôi đã loại bỏ nền trước đó đó đây là chữ ký mà tôi đã loại bỏ nền trước đó bây giờ tôi sẽ chọn vào bấm vào insert thì các bạn thấy này chữ ký sau khi chèn vào trong quần. nó đã loại bỏ nền rồi bây giờ tôi thấy cái chữ ký này á nó lớn quá bây giờ tôi sẽ thu nhỏ nó lại bằng cách là chọn vào chữ ký này sau đó tôi sẽ đưa chuột vào một chấm tròn nằm ở bốn góc và tôi sẽ kéo thu nhỏ lại. Rồi tiếp theo ở đây, tôi sẽ chọn vào chữ ký và tab format. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào crop và chọn vào in font of Bây giờ tôi sẽ di chuyển chữ ký dưới từ bí thư. Đó các bạn có thể là điều chỉnh vị trí nha đó tôi thấy khoảng cách này đẹp rồi thì tôi sẽ dừng lại đó các bạn thấy không lúc này á tôi đã chèn được chữ ký dưới từ bí thư lúc này nhìn rất là đẹp đó bây giờ tôi sẽ in thử này đó, đây là văn bản của tôi đó, có chữ ký đây là chữ ký tay nha đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chèn chữ ký tay và trong quất nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn các bạn đã theo dõi